Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng xạ thủ Lam Vi nha các bạn. Nói chung là vị tướng Lam Vi này nếu mà bảo nó mạnh ấy thì theo mình nghĩ thì nó không có mạnh lắm các bạn ạ. Mà bảo nó yếu thì nó cũng phải yếu. Nó là một cái con tướng nó chơi cũng rất là ổn áp nha các bạn. DAD rất là ngon. Mặc dù thì mình thấy nó không có bằng vị tướng Violet đâu. Tại vì theo bạn của Violet này mình thấy nó Lam Vi không có bại mạnh bằng Violet. Đặc biệt ở trận này theo mình không có đỡ đòn nữa. Hơi căng anh em ạ. Thích chưa không? Solo không? Solo không? Ủi ôi, nó cấp 2 rồi, đánh đau quá anh em ạ. Mình mới cấp 1 thôi, đánh nó không xí nhê anh em ơi. Ủi ôi, bắn quá trời bắn tùi luôn rồi mấy anh ơi. Mấy anh chị gì đồng đội tôi ơi. Nó quấn đá gì quấn rồi, đau quá trời đau rồi nè. Trận này theo mình lại không có support tanker, không có đỡ đòn, kiểu này hơi căng cho mình ấy. Mình sẽ đi cho nó cái thánh kiếm nhá. Tem bạn thì có Wonder Woman châu bò này, Crack cũng châu này, xong rồi thêm cả râu cơ nữa. Ui giời ơi, còn tem tôi thì wow, một pháp sư, hai pháp sư, ba pháp sư ạ. À, hai có với hai sát thương thôi. Hai sát thương đến từ Lavi và sát thương đến từ vị tướng, sát thương vật lý các bạn, đến từ gọi là Ryoma. Chứ còn pháp sư tem mình rất là đông và hung hãn nha. Isa support thì theo mình thấy thì nó không phải là nó phế các bạn ạ. Mà cái quan trọng đó chính là nó không có đỡ được đam nhiều. Ui dồi ôi, bài này băng trụ luôn được kìa, ghê thế nhờ. Khe đấy. Từ từ nha anh em, bình tĩnh nha anh em. Là vì đi Pioneer đi về à? Là vì thì lâu rồi mình không đụng vào con tướng này. Mà căn bản giờ mình không biết làm video con tướng gì, đâm ra thì thôi chọn đại Lavi chơi đi. Thấy con này nó cũng được ấy. Nhưng mà đồng đội mình nó chọn support Isa thế này thì hơi khó các bạn ạ. Hơi khó, thật sự là hơi khó cho mình. Nhưng mà kệ, chắc là mình chơi được mà. Mình chơi AD ổn mà. Đâu có đến nỗi tệ lắm đâu. Có rồng luôn này các bạn. Ê, pèo, choáng rồi, choáng rồi. Rơi nó, hất tung, lao vào. Trời ơi, quá trời, sát thương đến từ đồng đội tem tui luôn. Nào là Pioneer chiêu cuối, nào là Lorion cũng chiêu cuối. Dứt vị tướng Vera luôn. Vera đợt này là hết đường về. Trời ơi, cũng không ăn được mạng nữa kìa. Kéo vào, đúng rồi, kéo vào rất ghê gớm. Úi dồi ôi, tí nị gần chết các bạn ạ. Ái da, ái da da. Pum bong 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 bong. Ok con dê kéo vào. Trời ơi, biết thế mình không né nữa, mình đứng im được rồi. Biết nó kéo như thế mình đứng im cho nó kéo vào cái chiêu 2 của mình. Mình được hồi mana ngon các bạn ạ. Mình đang tính bắn nó nhưng mà mình nghĩ lại lại thôi, nó đứng ở trong trụ quá anh em ạ. Các bạn xem clip của mình cho mình xin một like với nhá. Hiện tại thì kênh YouTube của mình đã được mở lại cái chat ở dưới bình luận này các bạn ạ. Ấy già già. Anh em thích mình chơi con tướng gì hay là anh em thích vị tướng gì thì có thể comment dưới phần bình luận cho mình biết nha. Nếu mà mình thấy con đó nó mà dễ chơi, ui ôi đau quá, thì mình sẽ cố gắng để làm clip về cái vị tướng đó cho anh em xem. Và anh em cũng gọi là chơi 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 chơi. Trời ơi, bắn một cái nữa thôi. Định mệnh không đủ tầm các bạn ạ. Mí nó cày thế nhờ. Một xíu 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 nữa thôi, bắn thưởng một cái nữa là ăn mạng rồi. Không đủ tầm nó mới đau chứ. Anh em comment thì mình đọc comment đó và mình sẽ suy nghĩ xem con tướng đó gọi là có đáng sợ không, có mạnh không để làm nào. Mình cũng gọi là để làm video luôn các bạn ạ. Chứ bây giờ mình vào mình chọn tướng kiểu này mình không biết con gì, mình nên làm con gì. Thế nên mình khó cho mình chứ. Ai bạn nói ai ngu dậy mày vậy? Nói thì nói cho rõ ràng nha. Nói ai nói luôn. Ai trong club học này vừa chới vậy hả? Trời ơi bắn đẹp thế, không trúng ai kìa. Sao mình thấy mấy cái ông tuyển thủ mấy ông bắn cái chiêu cuối hay lắm mà ta, sao mình bắn lại hụt nhỉ? Vô lý. Bật chi kích hoạt chiêu 2, bắn nó luôn, một thằng nằm xuống. Sơi nó lên ơi, sơi nó đi ăn ơi. Trời ơi là trời, vậy mà không ăn được mạng Violet luôn kìa. Wow, để nó bắn đau quá anh em ơi. Ê. Sao các bạn? Quay lại chơi nó không? Một khi đã báo được hỏi bố cháu là ai? Ua, bom. Trời đúng chí mạng luôn, thơm. Thơm anh em ạ. Vừa mới quay lại dứt nó cái nó nổ luôn cái chí mạng. Chơm xịt.
Lên cho nó cái giày kim cương cái coi. Và lên cho nó cái vũ hùng tàn nha. Song đao gọi mình không lên đâu, mà mình lên vũ hùng tàn cộng thánh kiếm cộng giày kim cương. Đấy là cái bộ trang bị mà mình hay lên cho xạ thủ. Mình thích lên trang bị như vậy các bạn. Mình không lên thích lên cho nó cái giày du mục cộng với cả cái song đao đâu. Mình không thích lắm. Bắn đấu săn lên chứ nào đi, có đi lên. Trời ơi, kéo. Ồ đúng rồi, kéo vào. Kéo vào hút đi. Hút đi. Rồi xong tụi mày hút tao. Mày hút này, hút này, hút này, hút này một em. Rồi Violet cũng chết luôn rồi, 100% là phải chết. Bắn thế này sao mà đỡ được mà không chết. Phê quá nè mọi. Xịn sò quá nè mọi. Ai chả? 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 Định mệnh trụ bắn mình kìa các bạn kìa. Ơi, kéo thơm, không biết đi đâu, không biết đi đâu. Ôi, bạn ơi. Mệnh đấy chứ. À, thế mình tông biến sớm là được rồi ha. Mày chết nè bé ra. Trời ơi, tông biến sớm là thơm rồi. Tông biến muộn quá. Xui thiệt chi trời. Quá đen cho một cuộc tình. Quá là đen cho một cuộc tình anh em ạ. Pam 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 pam. Ây da, ây da, ây da, ây da. Yo, 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 yo. Hay quá, kéo hay quá. Hút đi, đúng rồi, hút đi. Hút đi, hút đi. Hất tung, hất tung. Trời ơi, hất tung hụt. Hất tung được một thằng. Bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn luôn. Định mệnh vẫn thiếu đam các bạn ạ. Vẫn thiếu đam. Thế là mới đầu chứ. Bắn này luôn nè. Mà lao vào đây. Lao vào đây, lao vào đây, lao vào đây. Một thằng. Một thằng chơi luôn, chơi luôn. Đùi dồi, double kill. Thề. Quá đã. 5-0 rồi nha các bạn. À, tiếp theo thì mình sẽ lên cho nó khung tà ma hả? Không, mình sẽ lên cho nó cái chỉ máu thôi. Để cho nó có hút máu thôi. Chứ còn lên khung tà ma thì mình thấy chuyển tết lên chỉ máu. Xong rồi mình sẽ lên cái xuyên giáp. Lên diệt thần cung nha các bạn. Pum, 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 pum. Ok, 6-0. Có đồng đội nó có đồng đội nó ấy cho mình thì cũng thấy thơm đấy các bạn ạ. Có đồng đội nó cover cho mình thì bắn sướng lắm. Mày hả mày? Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Thả diêu trúng rồi. Sơi đi anh ơi. Úi dồi đồng thế. Úi dồi, úi dồi. Úi dồi, bắn nó, bắn nó, bắn nó đi. Bắn nó đi, bắn rồi nó đi đông quá trời luôn. Chơi nó luôn vì thương Isa ơi. Xúc nó. Trời ơi, Isa mà lao tới bảo dắt cái con kia lao lên là mình lượm lúa tụi nó thôi. Isa chạy quá chạy rồi. Là mình chạy luôn. Hết cả máu rồi, chạy chạy sao? Go 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 go. Pam 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 pam. Piao 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 piao. Lượm nó. Ăn luôn bạn ơi. Ai chả. Ok. Ui, ui anh trai, thì ghê quá đi anh trai ơi, đừng có làm thế. Ui, phiu, mi nó hụt kìa. Thằng Violet nó bắn phát mình chết luôn các bạn. Ơi, nó không bắn mình kìa. Hên quá, hên quá, hên quá. Ê, chạy về được này các bạn. Còn tí máu vẫn chạy về được thành công nè. Hay không? Anh em thấy mình hay không? Người ta gọi là hay không bằng hên. Để gọi là hên thôi, chứ hay hỏi gì đâu. Rồi, xong chết Isa luôn. Pane làm gì đây? Pane đang lao vào tem bạn đây. Hấp tem bạn luôn. Ai ngờ tem bạn nó hấp ngược lại chết ngắt. 4 thằng đánh 2 thằng. Sao 2 thằng chịu được đây? Mình thì mình cũng không thể nào chịu nổi đâu các bạn ạ. Rồi, 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 rồi. Kéo vô, kéo vô, kéo vô. Kéo vô, đúng rồi, kéo vô, đúng rồi, đúng rồi. Nào, nào, làm gì? Mày muốn làm cái gì tao? Giỡn mặt hả? Giỡn mặt tôi hả? Hất tung, đúng rồi. Chơi nó anh ơi.
chơi nó anh ơi. Ui dồi ôi, bánh xác luôn các bạn ạ. Trời đất ơi, chơi nó lấm bùm. Càng quá càng quá. Bùm chiu chiu chiu. Kinh kinh kịch kinh kịch hay. Kinh kịch kinh kịch hay. Mình đang lên cho nó cái cung các bạn ạ. Lên cái diệt thần cung ấy thì nó có xuyên giáp này, nó có chí mạng này, nó có tốc độ đánh này. Mình khá là thích lên cái món trang bị này. Joker theo mạng bây giờ đang nổi lên một cái thế lực hùng mạnh. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng. Ui giời ơi, vãi cả nồi ạ, vậy mà không trúng. Pam 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 pam. Ok con dê. Ok con dê. Ok, có bùi xanh luôn. Mình đấy, mình đấy, mình đấy. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Bụp. Chờ bắn trúng rồi đó, nhưng mà làm được cái gì đây? Không làm được cái gì hết anh em ạ. Khó khăn thế nhờ. Tem mình nó không có đỡ đồ ăn, thế mới khổ cho mình chứ. Ê! Uầy! Trời ơi là trời. À. Cửa chiêu 2 mà vẫn chết các bạn ạ. Chiêu 2 là phải chiêu 2 phải nhanh tay một chút trước khi nó choáng cơ. Ui dồi ôi, thua luôn rồi. Tem mình hình như pai này nó AFK hay sao ấy. Đang thắng lại thành thua ta. Trời ơi, nó lấy mất trụ giữa cho mình rồi. Hất tung. Lao vào đến tụi bay nè. Ủa bay nè đánh đấm cái gì đây? Không biết luôn các bạn ạ. Đây 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 đây, đây bắn choáng. Chung 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 chung. Trời ơi, mẹ nó vậy mà hụt trời. Đậu sắt. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Bơi hết vào đây. Các bạn bơi hết vào đây coi nào. Cung tà ma anh em ơi. Pam palam 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 pam pam. Vô kèo. Mé cái thằng crack này. Cái thằng crack solo với nó thì nó làm gì có cửa ăn mình. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm cái quần que gì hả? Mày muốn làm cái gì? Rồi thằng nào bước qua đây luôn, window của mình ra luôn. Solo luôn bạn ơi. Solo luôn, mình lại sợ bạn quá cơ. Mẹ cái thằng Violet kìa, khốn nạn. Thằng Violet khốn nạn. Trời ơi. Cũng may mình giết được thằng Wonder Woman các bạn ạ. Cố lên, cố lên, cố lên. Ừ, ăn được Violet luôn. Thôi chịu rồi hả. Sumbot theo mình không chịu về này. Đầu săn nó bắn phát chết luôn này. Ê! Sao mà đỡ được. Nói đâu có sai. Chết ngắc ngằng ngặc. Bum pa la pa la pa. Ui dồi ôi. Từ từ thôi anh em ơi, từ từ thôi anh em ơi, bình tĩnh anh em ơi. Ok ok. Thua AFK rồi hả? Biết ngay mà. Hình như là panel tên mình nó AFK anh em ạ. Phải si gọi là support cho mình, là tanh cơ cho mình bắn thì thôi luôn. Các bạn cũng biết rồi, mình chơi gọi là AD bắn ghê lắm. Nhưng mà quan trọng á là do phải ấy cơ. Quan trọng là phải có gọi là đỡ đòn cơ. Chứ không có đỡ đòn Isa thì nó lại không đỡ được. Bắt lẻ theo bạn luôn, bắt lẻ luôn, bắt lẻ luôn, bắt lẻ luôn. Bắt luôn, bắt luôn, đúng rồi, một thằng. Một thằng có cung tà ma ở đây, đừng có sợ. Đừng có sợ, mình bật cung tà ma lên mình. Ui giời ơi, má ơi, đừng gá con xa. Bớ bật cung tà ma lên chưa, bắn gì đến đầu Violet đã bắn tóc tóc cái vào đầu chết ngắc luôn. Trời ơi, mẹ nó. Cày thế nhờ. Mình chết, đồng đội mình nó lại hưởng sái anh em ạ. Thôi kệ, vậy cũng ngon rồi. Ui đúng không ta. Không có lính, có con lính này nhưng mà đập được cái trụ thì không. Mẹ nó.
Mày chết rồi mày. Bầm chiu chiu chiu. Ok có mạng luôn kìa. Ui rồi không có lính riêu mà chết luôn. Lính đang vào nè, lính đang vào kìa, đập xong cái trụ rồi về. Kệ đi, đập xong trụ rồi vào, đúng rồi, đi về đi. Rồi giờ đi về. Pam 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 pam. Piu 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 piu. Lấm nó. Mày hả mày? Vô đây. Vô đây. Vô đây. Chơi tụi nó đi anh ơi. Super soi tụi nó đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thằng nào? Thằng nào? Thằng nào bước qua đây? Thằng nào bước qua đây? Vào đâu là bật cung tà ma lên chơi tụi nó. Chơi tụi nó. Thằng nào bước vô? Bước vô đây. Bơi hết vào đây. Một thằng. Thằng này bướng này. Trời ơi quá trời luôn. Mình cũng gọi là hút máu quá trời luôn. Vừa chịu sát thương lại còn vừa hút máu vào. Đâm ra thì tem bạn vẫn chưa hạ gục được mình các bạn ạ. Rồi xong tem bạn thua rồi. Thua rồi. Tem bạn thua chắc rồi. Có lính ở đây nè. Giờ thằng nào ra một phát mình bắn choáng cái chiêu cuối một phát rồi tem mình nó băng trụ luôn. Dứt 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 luôn. Bốn người là mà. Bài này nó AFK anh em ạ. Chơi. Chơi nó. Chơi nó. Ui giời ơi. Em xin nhá. Sơm xịt sơm xịt. Win luôn anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi clip của mình nha. Và đảo muốn nick thì vào shop anh ảo.org. Đường link dưới phần comment video nha các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye mọi người.